Đến hẹn lại lên, cháu mới anh em đam mê lịch sử đến với hồi ức thời chiến. Kênh chuyên kể những câu chuyện lịch sử, anh em xem là thích, lịch là nghiền. Anh em thân mến, ở những video trước tôi đã kể cho anh em nghe về ba đời dòng họ vị Tổng thống Bù Nhìn Ngô Đình Diệm. Nhiều anh em bảo tôi sao cứ nói hoài, nói mãi về cái chế độ cũ rích ấy. Nhưng mà kỳ thực không phải tôi nhiều chuyện đâu, mà chuyện nhiều quá nên tôi phải nói. Tiếp tục series, hôm nay tôi sẽ kể cho anh em nghe về một người con dâu đặc biệt trong dòng họ ba que ấy. Đó chính là đệ nhất phu nhân Trần Lệ Xuân, vợ của ông cố vấn Tổng thống Ngô Đình Nhu, người phụ nữ được mệnh danh là bà chúa của những chiếc sừng. Dù đã có người chồng hết lòng yêu thương và chiều chuộng, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, ấy vậy mà với Xuân thì bấy nhiêu đó là chưa đủ. Bà liền giở trò gian díu với một loạt các tướng lĩnh Việt Nam Cộng Hòa, từ già đến trẻ, bà đều cân hết, đã chơi là chơi tới bến. Đến khi điểm lại bảng thành tích mây mưa của bà khiến ai cũng choáng ngợp và ngỡ ngàng, còn ông cố vấn lúc này thì chẳng khác nào một con nhím, kệ cho sừng mặc sức cắm lung tung. Để biết được Madame Nhu Trần Lệ Xuân đã cắm sừng ông cố vấn tài tình như thế nào, danh sách người tình mà bà vụng trộm là những ai, anh em hãy cùng tôi đi tìm hiểu ngay nhé. Chắc hẳn anh em đang rất tò mò về tình trường của bà Trần Lệ Xuân rồi đúng không? Tôi biết là anh em đang nghĩ gì, nhưng trước khi kể thì tôi cũng cảnh báo trước với anh em là video này có nội dung con lợn một chút, nên anh em nghe thì nghe, không nghe thì nghe nhé. Chuyện là sau khi anh trai Ngô Đình Diệm trở thành Tổng thống Bù Nhìn của nền đệ nhất Cộng Hòa, thì cậu ấm Ngô Đình Nhu ngày nào được lên chức cố vấn Tổng thống. Nghe chừng cũng oai phết đấy. Còn bà Trần Lệ Xuân, vợ ông cố vấn, lúc ấy nghiễm nhiên trở thành đệ nhất phu nhân bởi Ngô Đình Diệm không có vợ. Trong khi đời sống tình dục của Trần Lệ Xuân lúc nào cũng nóng bỏng như ngọn núi lửa đang trào dâng, thì Ngô Đình Nhu gần như bất lực, không màng đến chuyện chăn gối. Vậy nên để khỏa lấp nỗi cô đơn và thỏa mãn ham muốn đến cùng cực, Madame Nhu đã có những màn vụng trộm vô cùng đẳng cấp cùng các tướng lĩnh Việt Nam Cộng Hòa. Người tình đầu tiên phải kể đến tướng Việt Nam Cộng Hòa Trần Văn Đôn. Sau khi lấy Nhu, Trần Lệ Xuân vẫn gian díu với nhiều người thuộc giai cấp thượng lưu như tướng tá trong quân đội, văn nghệ sĩ, cố vấn Mỹ. Trong số đó, người phụ nữ đa tình này có tình cảm đặc biệt và lén lút tư tình với tướng Trần Văn Đôn. Mặc dù cả hai rất kín kẽ, nhưng cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Chuyện Lệ Xuân ngoại tình rốt cuộc cũng đến tai ông Nhu. Ông chồng tội nghiệp liên tục bị cắm sừng. Nhu giận đỏ mặt, lập tức thuyên chuyển Trần Văn Đôn ra Huế. Ông cố vấn Tổng thống muốn nhờ tay ông em cố vấn miền Trung Ngô Đình Cẩn giám sát và ngăn chặn ông tướng Võ Biền tiếp tục ái ân vụng trộm với vợ mình. Tuy nhiên, trước lúc chia tay, cả hai vì luyến tiếc người tình nên vẫn làm nguyên một nháy. Khi đó Lệ Xuân đến Đà Lạt trước bằng máy bay, rồi tướng Đôn sẽ đến chỗ hẹn bằng ô tô riêng ngày hôm sau. Đúng 10 giờ đêm, cả hai gặp nhau, tay bắt mặt mừng, cùng dìu nhau vào bên trong chơi trò người lớn. Đang lúc cả hai quấn vào nhau như cặp rắn hổ mang, thì bên ngoài, một chiếc xe hơi gắn bảng đỏ 2 sao lao nhanh qua cửa biệt điện. Chiếc xe hung dữ húc tung cả barrier chắn cổng. Người lính gác không kịp trở tay thì chiếc ô tô đã phóng đến tận thềm. Một thiếu phụ ăn vận sang trọng nhanh chóng mở cửa xe bước xuống. Mấy phút sau, người lính gác cổng bỗng nghe tiếng súng nổ chát chúa, rồi thấy thiếu phụ khi nãy tay cầm súng lục chạy ra. Cô ta thúc giục tài xế cho xe lao đi. Người lính gác vội chạy vào bên trong, đến cửa phòng ngủ thì thấy một cảnh tượng bất ngờ. Bà cố vấn Tổng thống gần như lõa lồ, một tay ôm vai bê bết máu. Trong khi đó, tướng Đôn thì mặt mày tái mét, đầu tóc rối bù, đang gọi bác sĩ. Vừa thấy người lính gác, Trần Văn Đôn căn dặn: "Mày có nghe thấy cũng không được nói lại với ai, bất cứ ai hỏi cũng phải trả lời là không biết gì hết, phải tuyệt đối giữ bí mật, đây là mệnh lệnh." Vừa lúc đó, xe cứu thương cũng đến. Trần Lệ Xuân vừa đau đớn vì vết thương, vừa tức giận vì bị phá ngang của Hoan Lạc. Đúng là đang hay thì đứt dây đàn, anh em nhỉ. Sau này để giải thích cho vết thương trên tay người tình, trước mặt các bác sĩ quân y, Trần Văn Đôn nói rằng bà cố vấn tập cưỡi ngựa, tập bắn súng thì bị tai nạn. Mà cưỡi ngựa ở đâu thì ông ta không nói, thế mới hài chứ anh em. Tai nạn bất ngờ của bà Trần Lệ Xuân được thông báo ngay về văn phòng cố vấn chính trị phủ Tổng thống. Nhu lập tức ra lệnh đưa ngay một máy bay đặc biệt lên Đà Lạt chở vợ bay thẳng sang Manila, đến một bệnh viện hiện đại của Mỹ để cứu chữa. Ngay hôm Xuân đáp máy bay đi Manila thì Nhu được thuộc hạ mật báo đầy đủ về chuyện Trần Lệ Xuân bị vợ của tướng Đôn bắn vì ghen. Nhu choáng váng như bị một cái tát đau điếng. Một người có đầy mưu mô, trăm phương ngàn kế như Nhu không hề nao núng trước mọi khó khăn, thử thách trên chính trường, nhưng đành phải bó tay bất lực với người vợ liên tục ngoại tình hết lần này sang lần khác. Chính vì chuyện này mà Nhu vùi đầu vào công việc, nhấn chìm đau khổ và nỗi nhục nhã vào khói thuốc phiện. Trong lúc Nhu cố tình giả điếc, không có phản ứng gì sau vụ Trần Lệ Xuân bị đánh ghen ở Đà Lạt, thì người em lãnh chúa miền Trung từ Huế tức tốc bay vào Sài Gòn. Cần đòi triệu tập hội nghị gia đình để từ bỏ người chị dâu dâm loạn đã làm ô danh dòng họ Ngô. Ngô Đình Cẩn chủ trì phiên tòa xử án vợ Ngô Đình Nhu trước sự im lặng tuyệt vọng của ông chồng bị mọc sừng. Tại buổi họp gia đình, Cẩn tuyên bố gia đình họ Ngô không thể để một người đàn bà tác oai tác quái bôi gió chát chấu lên mặt tất cả những người trong dòng họ.
đường đường là một dòng họ cầm quyền một nước mà để cho thiên hạ cười vào mặt vì một người đàn bà. Thấy mọi người không nói gì, lãnh chúa miền Trung tức tối nhổ bã trầu ra nền nhà rồi nói tiếp: "Các anh có nghe ở ngoài người ta nói ra sao không? Tụi lực lượng đặc biệt miền Trung báo cáo với tôi rằng bà cố vấn muốn làm đệ nhất phu nhân Việt Nam nên quyến rũ cả anh tổng thống." Lúc này Diệm đỏ mặt lên tiếng phủ nhận và khuyên cẩn không nên nghe lời thiên hạ. Ngồi nghe các anh em nói, Nhu im lặng đứng lên buồn rầu bước đi. Sau hội nghị gia đình, Nhu viết một bức thư dài cho Trần Lễ Xuân, kể lại những lời lẽ đã bàn bạc của anh em nhà họ Ngô. Đọc xong bức thư, bà cố vấn tỏ ý muốn đi Pháp một thời gian tĩnh dưỡng cho lại sức và để có thời gian suy nghĩ rồi trả lời chồng. Sự vắng mặt của vợ gần một tháng khiến Nhu phần nào nguôi ngoai chuyện vợ ngoại tình. Rồi một bức thư khá dài từ Pháp được gửi về với những lời lẽ tha thiết ân hận, van xin tha thứ và hứa sẽ không tái phạm. Nhu cảm động bỏ qua tất cả, đánh điện gọi vợ về. Đúng là người đàn ông bất lực và nhu nhược nhất mà tôi từng biết, anh em ạ. Sau khi đi Paris về, mặc dù biết Trần Văn Đôn đã bị chuyển ra Huế và nằm trong vòng giám sát chặt chẽ bởi lãnh chúa miền Trung Ngô Đình Cẩn, thế nhưng bà cố vấn vẫn đêm ngày mong nhớ người tình. Vì vậy mỗi khi có dịp ra Huế, người đàn bà dâm đãng đa tình này lại tìm mọi cách để gặp tướng Trần Văn Đôn. Và ở đây đã xảy ra một chuyện cười ra nước mắt mà sau này người ta vẫn nhắc đến như một sự trơ trẽn không tưởng của cặp đôi này. Mùng 2 Tết năm ấy, cả nhà họ Ngô về Huế để tổ chức lễ mừng thọ cho mẹ. Tất cả văn võ bá quan triều Ngô đều đủ mặt, đứng xếp hàng nối đuôi nhau ở hàng hiên tư dinh lãnh chúa miền Trung và lần lượt mang lễ vật vào đại sảnh. Cụ cố bà ngồi ngửa, dựa lưng trên ghế bành bọc gấm lim dim mắt. Bà thỉnh thoảng lại thiếp đi vì đã ở cái tuổi 90 mà phải ngồi hàng giờ thì chẳng khác gì là tế sống cả. Trong khi năm anh em nhà họ Ngô cùng đám thuộc hạ công thần tranh nhau tế sống quốc mẫu giữa không khí tưng bừng đại lễ thì Trần Lệ Xuân âm thầm rời khỏi vị trí. Bà cố vấn đi tìm Trần Văn Đôn, hai người gặp nhau ở hành lang, tay bắt mặt mừng. Sau đó, Trần Văn Đôn đích thân hộ tống bà cố vấn đi viếng lăng Gia Long. Tại đây, hai người đã làm chuyện hoang dâm giữa chốn linh thiêng, quả đúng là ô nhục. Khi chỉ còn hai người, tướng Đôn choàng tay qua vai bà cố vấn rồi kéo sát về phía mình. Lúc ấy, chốn u nghiêm lăng tẩm vị cao hoàng sáng lập ra triều Nguyễn bỗng phải chứng kiến một chuyện bất ngờ. Người cung phi già giữ lăng thường ngày lo về hương khói ở ngôi đền, vừa mới đi mót lá thông khô về, chợt nghe tiếng cười vang vẳng. Nhưng bà phi già ngước nhìn lên thì không thấy ai. Tuy nhiên ngay sau đó, bà nhìn kỹ lại và nhận ra một tà áo đàn bà và đàn ông vắt ngang mình rồng. Hoảng hốt hơn nữa, giữa chốn linh thiêng, bà thấy một đôi nam nữ đang quấn vào nhau. Biết mình già yếu không thể làm gì với những kẻ dám xúc phạm đến tôn lăng, bà phi tức giận vơ hết quần áo vắt trên con rồng đá vứt xuống hồ sen trước sân trầu. Lúc sau, tướng Đôn đến lúc quay ra không tìm thấy quần áo đâu nữa, vụt đứng lên. Nhìn xung quanh không một bóng người, mà quần áo thì biến đâu mất. Thấy sự việc lạ, bà cố vấn tưởng người tình đùa. Tuy nhiên khi nhìn thấy vẻ lo lắng của tướng Trần Văn Đôn thì bắt đầu chột dạ. Đôi tình nhân cứ thế tồng ngồng đi kiếm quần áo. Cả hai tìm kiếm cả tiếng đồng hồ vẫn không thấy quần áo đâu. Ngượng tái mặt, bà cố bắt tướng Đôn đi mượn quần áo của đám thuộc hạ mặc tạm. Bà sợ cái cảnh tồng ngồng như thế này sẽ bị người khác bắt gặp và đến tai Nhu. Nhưng sự thật về cuộc dạo xuân của đệ nhất phu nhân và người tình Võ Biền đến tai lãnh chúa miền Trung một tháng sau. Chính bà phi già đã nói chuyện này ra trong chuyến cậu cẩn đi câu ở hồ Lăng Gia Long. Mặc dù anh em họ Ngô cố giấu kín chuyện xấu xa của Trần Lễ Xuân, nhưng không hiểu sao chuyện đó cũng lan ra khắp thiên hạ và bỗng chốc trở thành đề tài đàm tiếu của các sĩ quan, tướng lãnh và các mệnh phụ phu nhân những lúc nhàn rỗi. Có người bảo đầu của Ngô Đình Nhu không còn chỗ để cho vợ cắm sừng nữa rồi. Sau này cứ nghĩ Xuân sẽ thương Nhu hơn, hãm bớt cái tính lẳng lơ của mình, thế nhưng chứng nào tật ấy, bà Trần Lễ Xuân lại tiếp tục cùng phi công trẻ cắm sừng ông cố vấn. Khi đó nhân dịp kỷ niệm 200 năm ngày sinh nhạc sĩ thiên tài Mozart, chính quyền Sài Gòn tổ chức một tuần lễ âm nhạc với dàn nhạc Đại Hòa Tấu Việt phối hợp với các nghệ sĩ ngoại quốc. Nhận thấy đây là cơ hội để đánh bóng tên tuổi của mình, bà Trần Lệ Xuân lập tức đem chuyện này bàn bạc với chồng và người anh chồng tổng thống. Nhưng âm nhạc chỉ là phụ, mục đích chính của Madame Nhu là săn được một chàng phi công trẻ và tiếp tục cuộc phiêu lưu tình ái của mình. Đó là anh chàng chỉ huy dàn nhạc giao hưởng Sài Gòn, tên Hoàng, độc toàn thân, rất đẹp trai và tài hoa. Khi đó bà cố mơn trớn bảo: "Thế anh vất vả quá, tôi cũng ngại. Theo ý tôi, anh nên đi nghỉ mát ở Long Hải hay Đà Lạt để lấy lại sức." Thế rồi mối tình của Lệ Xuân với nhạc trưởng Hoàng bắt đầu. Họ tay trong tay giữa khung cảnh sóng vỗ rì rào bên bãi biển ở Long Hải. Tuần lễ Mozart diễn ra trong mối tình say đắm của Trần Lệ Xuân và chàng phi công trẻ tên Hoàng. Bà cố vấn dường như quên hết những người tình tướng tá đã từng gian díu với mình và quên luôn cả người chồng bất lực sống bên cạnh. Sau những tháng ngày đắm chìm trong hoan lạc với người tình ở Long Hải, ngay khi về đến Sài Gòn, Lệ Xuân lập tức cho người mời người tình vào dinh để thỏa mãn tiếp cơn thú tính trỗi dậy. Sau đêm biểu diễn cưỡi ngựa ở dinh Thống Nhất kết thúc thành công, hôm sau Trần Lệ Xuân và nhạc trưởng Hoàng hẹn gặp nhau tại Đà Lạt. Trong khi cả hai đang trải qua những giờ phút hoan lạc tại lầu Lâm Ngọc, thì ở dinh Độc Lập, Ngô Đình Nhu được kẻ tâm phúc báo tin về chuyện Trần Lệ Xuân ngoại tình.
Tuy nhiên Trần Lệ Xuân vốn không phải dạng vừa, nên khi về bà ta cứ nằng nặc cho rằng chồng nghi ngờ mình. Cuối cùng Nhu đành nhượng bộ và trở về phòng riêng xoa dịu nỗi đau của người chồng bị cắm sừng bằng khói thuốc phiện. Thế nhưng chẳng bao lâu sau, từ một kẻ bị cắm sừng, ông Nhu đã chủ động cho vợ ngoại tình vì mưu đồ chính trị. Quả thực trên đời có mấy người như Nhu. Ngày ấy, James Brown là nhân vật quan trọng của cơ quan tình báo CIA. Qua sự giới thiệu của một ký giả người Mỹ, Lệ Xuân có dịp tiếp xúc và nhanh chóng trở nên thân thiết. Lúc này Nhu cho vợ biết James Brown là một nhân vật nguy hiểm chuyên tổ chức đảo chính. Ngụy quyền cũng chưa rõ hắn đến Sài Gòn nhằm mục đích gì. Vì vậy ông cố vấn lần này đã dùng vợ mình để thực hiện mưu đồ chính trị. Còn Madame Nhu thì vừa được sơi dai, vừa được lòng cả dòng họ. Sướng như thế thì tội gì bà bỏ qua miếng mồi ngon. Bà chủ động làm quen và đưa James Brown đi Long Hải. Trước khi để vợ đi, Nhu nói với vẻ bí mật: "Em ra Long Hải nghỉ vài hôm, đến khi về em để cho James Brown đi trước. Em phải nhớ là chỉ đi một mình từ Long Hải về Sài Gòn bằng xe nhà, còn James Brown thì mặc y về Sài Gòn bằng xe riêng của mình." Qua mấy ngày ái ân nồng nhiệt với người đàn bà dâm đãng như cặp vợ chồng trẻ đang hưởng tuần trăng mật, giờ là lúc phải chia tay. Trần Lệ Xuân tiễn James Brown ra cổng cùng với ánh mắt tình tứ và lời hứa sẽ gặp nhau tại Sài Gòn. Khi chiếc ô tô vừa rẽ qua khúc ngoặt ở Long Thành thì một tràng liên thanh từ trên đồi bắn xuống như mưa. Người lái xe đã chết, James Brown cũng bị thương, đang cố mở cửa xe để tháo chạy thì một toán người vận đồ đen, đội nón vải, trên người vắt đầy cánh lá ngụy trang từ các lùm cây trên đồi bỗng xuất hiện. Nhưng không kịp nữa rồi, một băng đạn nổ giòn đã găm vào người ông đại tá tình báo CIA. Trước khi lịm đi, ông James Brown kịp nghe tiếng viên chỉ huy ra lệnh: "Coi nó chết thiệt chưa? Nếu chưa chết thì bồi thêm viên đạn vào óc cho nó tiêu đời đi." Một tiếng súng lục khô khốc vang lên và ngài đại tá tình báo James Brown đã về với Chúa. Tối hôm đó tại Dinh Độc Lập, anh em nhà họ Ngô cùng Khui Sâm Banh ăn mừng vì đã triệt hạ được chuyên gia đảo chính. Đại tá tình báo James Brown, chuyên gia về đảo chính, đã chết thảm bởi một người đàn bà. Dù sao thì đối với dòng họ Ngô, bà Xuân vốn đã mang tiếng lẳng lơ, nên thêm lần nữa cũng chẳng vấn đề gì. Dù sao đi nữa, bà cố vấn chính trị tổng thống, đệ nhất phu nhân đã đem thân xác để bảo vệ, củng cố quyền lực nhà chồng và cũng là để giải tỏa sự dâm đãng của mình khi phải sống với người chồng bất lực. Đúng là vẹn cả đôi đường, không hổ danh là bà chúa của những chiếc sừng. Anh em nghĩ sao về Madame Nhu Trần Lệ Xuân? Hãy để lại bình luận cho chúng mình cùng biết nhé. Cảm ơn anh em đã ở lại theo dõi video đến phút cuối cùng. Nếu yêu thích video của chúng mình, anh em đừng quên ấn nút like và đăng ký kênh để ủng hộ chúng mình nhiệt tình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các anh em ở những video lần sau.